nói là cũng bị đau. Giờ được chưa? Nghe được đâu? Nghe được rồi bác. Bác ơi bác, nó nói là tiếng đấy là tiếng Việt mà sao nói người Mỹ là sao? Nó nói thế. Tao không nói cái vụ tiếng Việt hay tiếng gì, mà tao đấy là báo chí đã đưa tin ông Tổng thống Mỹ đã xác nhận rằng Trung Quốc đang vượt mặt Mỹ. Hiểu không? Đây là ông Tổng thống Mỹ ông nói à, tao không có nói. Và đây là nguồn tin chính thức của tờ báo VN Express đưa ra, chứ không phải là tờ báo lá cải. Để cho mày biết rằng cái đảng Cộng sản Trung Quốc nó cũng ghê gớm, nó không vừa gì. Cái điểm thứ hai nữa là ở trên thế giới này chỉ có mấy nước Cộng sản thôi. Trong đó là gồm là Trung Quốc, là Cuba, là Việt Nam, là Bắc Hàn, là còn ai nữa? Bốn nước phải không? Đó. Và tại sao một trăm mấy chục nước kia Mỹ này, ở Cuba cho năm nước đi đại khái vậy, tại sao một trăm gần 200 nước mà thằng Mỹ nó không sợ, mà nó sợ Trung Quốc là sợ thì sao? Ta hỏi tụi bay dễ nghĩa, tao có vui đi. Mà thằng Trung Quốc là thằng theo chế độ cộng sản mà, đúng không? Đó thì tao hỏi giải thích đi. Còn còn cái tuổi này mà nó lên nó bóc mẻ hoặc nó nói này xã hội này tiêu cực rồi tham nhũng kia, mình không buồn trả lời nữa, là bởi vì trả lời rất là nhiều rồi. Bởi vì ta nói mày rồi, đất nước nào cũng vậy, không có cái người, cũng có kẻ tiêu cực và phơi bày tích cực, không có nước nào mà không có cả. Kể nước Mỹ cũng vậy thôi. Nước Mỹ thì ngay bây giờ thì nó cũng tùm lum tà la cả dịch bệnh, rồi cũng có giết người, rồi cũng nổ súng, rồi cũng cướp giật, rồi cũng hôm lấy, nói chung là tất tần tật. Ở đây mình không so sánh, nhưng mình nói cho nó hiểu rằng cái điều này đất nước nào cũng có thôi. Nhưng mà nó khổ cái tụi này, nó cứ bươi móc ra những cái chuyện mà tào lao ấy, không nó nghĩa cái gì là nó bươi bứt và rác nhà người ta, mà trên đầu nó rác đầy chân trời, mà nó không lo. Nó là như vậy thôi. Còn hỏi chuyện mà nói chuyện này nhiều khi mình cũng không có đề tài để mình nói, là bởi vì cái quanh đi quẩn lại thì chỉ có nhiêu thôi. Và cái kết luận cuối cùng đó, rốt cuộc là đồ mà cũng giải thể cộng sản thôi, chứ không khác gì, bốn chữ thôi. Mà thành ra cái câu đó mình nghe tới mấy chục năm nay rồi, chứ phải mới nghe. Thành ra siết nó riết rồi nó nhàm, nó chán, nó thấy nó chán nó độ là coi như nó chà, nó nhàm đó. Cho nên mình không muốn, không buồn trả lời, coi như giống như kiểu như là nó nói giống kiểu chuyện vu vơ, ta cũng không cần buồn trả lời. Mà để cho người dân ở trong nước họ, đa số những người dân trong nước họ đều biết cái những cái sự bộ mặt thật của tôi nói hết rồi, không cần phải trả lời. Và những cái mà tụi nó len lỏi vào những cái cộng đồng mạng của Việt Nam mình thì người ta biết hết được. Bây giờ mà thấy rõ ràng người dân ở Việt Nam từ ngày mà có internet tới giờ có ai ưa tụi đâu, nói câu nào ra chúng mới lên nó chửi câu đó thôi. Cái đụng mà chắc có chạy phải chi mà lên mà nói mà người ta ủng hộ rồi kia, thì hoặc là người dân trong nước ủng hộ khác. Còn ở đây là bè lũ, toàn tụi bay toàn là dân, tụi bay là tôi dân cái kiểu gì ta, nó gọi là cái thằng thứ mà suối dục rồi đủ, mà ngộ lắm, nó cứ suối người dân đi ở tù không ạ. Ta thấy thế mới lạ. Thì ra nó không hiểu được cái mà ta nói, nó đi nó còn bừa rác nhà người ta, nhưng mà rác trên đầu nó thì nó không bao giờ nó ra đây. Đôi lúc vậy kỳ cũng không nói chuyện lịch sử lật xét về trên trời, tao chỉ biết hiện tại và tương lai thôi, thế thôi. Bình thường tao không chuyện gì, cái gì nó ngộ cái chỗ lại làm được thì nó không làm thì nó cũng chửi, làm xong nó cũng chửi, đỡ khổ vậy. Tất ta tào lao lắm. Thế thôi, biết vậy rồi con cãi làm cái gì? Trời, tao không buồn cãi nữa, tao mỏi miệng, tao mệt quá rồi. Nhiều khi lên trận nó nói là mỗ cầm xem tivi tin tức của Việt Nam in Express lại bảo là tin tức của Mỹ là sao? Tao đâu có nói là bên thứ Mỹ đâu, là VN Express và cái ông này, bà tờ báo là tờ báo chính thống của Việt Nam, khi đưa tin ra chắc là ý định rất ư là chính xác, chứ không có sai chạy đâu cả. Thì cái bài báo này nó nói là cái ông Tổng thống Mỹ đã xác nhận, thì cái ông kia ông đã phát ngôn rồi, và đương nhiên thì báo chí đó đương nhiên nó phải nói, tao đâu phải coi tờ báo lá cải đâu mà tụi bay ngồi cãi. Từ đó còn mày muốn chửi thì anh thì mày lên mày chửi đi. Đó, vậy đó, bình thường tao vậy thôi, tao đưa mạng nó yếu nó không lên chửi được. Thiếu gì mệt lắm, mày coi cái tình hình nước Mỹ kìa, đừng nói chuyện Việt Nam nữa, mệt quá. Mày ra mày giúp đỡ bên gì đó Joe Biden kìa. Nó bảo là giáo dục y tế giáo dục bên nước Mỹ bây giờ ngon, an sinh phúc lợi xã hội bên Mỹ là được hưởng nhiều cái hơn Việt Nam.
Mà Việt Nam bây giờ muốn giàu phải đóng thuế, mà không đóng thuế là Không, không không giàu được. không cần tụi bay phải xía mỏ vào. Mấy cái chuyện đó nhà nước Việt Nam lo, không cần tụi bay xía vô, xía mỏ vào. Tụi bay không đủ trình độ mà tụi bay Đúng, không đủ cái bà đẳng nói đúng. cấp. Thế thôi, tao giờ ngắn gọn vậy là bởi tụi bay không là cái gì của đất nước Việt Nam. Mày cũng không phải là chuyên gia kinh tế để giúp Việt Nam, mày cũng không phải là chức quyền chức vụ, lời nói mày cũng không trọng lượng, mày không là cái con mẹ gì trên cõi đời này cả, thì mày nói là con mẹ gì, mày nói giống như kiểu người ta quyết, bởi vì dân trong nước ta chửi là phải rồi, phải chi là mày là thuộc là tiến trị tiến sĩ không gian hoặc là tiến sĩ gì đủ của thế giới rồi yêu cầu đủ mà không đủ, toàn là ngồi xồm hổm ngồi cào phím không, mà toàn là dạy người ta lại làm giàu mới là ghê rồi. Bà, tao nghe cái chuyện nó hài hài sao nó sai sai nó hài hài, cái chuyện tào lao mệt quá Đã quy qua cái diễn đàn của Tèo bốc phốt cháu ác cái vụ này này. Bây giờ theo Dương Vi là làm thế nào cho người dân ở trong nước nó giàu lên được tao không cần, đó. tao 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 trả lời thế Dương Vi, tao không cần trả lời câu đó, và tao nói cho mày nghe, tao là người dân. Dương Vi mày nói về tao là người dân, tao thấy tụi mày nói phóc nó phét là tao lên tao chửi thôi, tao không cần, tao không có trình độ để làm những điều đó, nhưng mà tao biết rằng đất nước tao đi về đang êm ấm là được rồi. Còn cái chuyện đó là để đất nước tao lo, những cấp lãnh đạo tao lo, những người mà đầu ngành, những người đầu ngành họ lo, tao đích thèm lo chuyện đó là bởi vì thế thôi. Làm sao vậy, đủ mất làm con khỉ làm sao vậy, chắc gì mày về nhà mày mua được cái căn nhà giống như Dương Vi không, thì biết dưới thôi mày đã mày, tao tao không so sánh gì, tao so sánh cái nhà thôi, mày có nhà bên Mỹ nhưng mà bằng cái nhà của Dương Vi chưa, thế thôi đơn giản thôi, không Nhà có mẹ đó chứ nhờ có tiền cũng không làm được á. nơi đúng mà bà nhà của mày, cái nhà nó thì mới khùng rồi, đừng có nó mệt quá, bởi tụi này để so sánh khập khểnh, nó không hiểu gì hết trơn, nó không hiểu về vấn đề về Việt Nam, nó không hiểu gì, mệt không cần gì phải giải thích cho nó nghe, bởi vì thằng Duyên Quy không phải là cái là nó không phải là một cán bộ đầu ngành của một cái nền kinh tế, mày thấy đó nè, còn tao nói mày đâu đó đầu tao nói đâu vô đầu tao mới nói, ở đây hồi xưa là có một cái gì cái ủy ban kế hoạch nhà nước, thì bây giờ nó là bộ công thương đó, đó nằm đó hết rồi, đầu não nằm đó hết rồi, cũng vậy, và người ta không nghĩ gì tụi bay, người ta nghĩ toàn là 10, 20 năm về trước về sau á, tức là sau nữa, bây giờ chuyện bả lắm, nói chuyện tụi này bà khổ cái mình không phải là chuyên ngành, mình không cơ quan, mình cũng không phải là cán bộ nhà nước, thành ra mình trả lời làm cái con mẹ gì mà nó hỏi nhiều cái chuyện vô lý, nó đè đầu cái thằng sửa xe nó hỏi đồ má mày ráp cái tay của người ta làm sao, mày hỏi chuyện bệnh nhân thì mày hỏi bác sĩ, đồ mày hỏi thằng dân biết con mẹ gì ráp tay ráp chân tào lao biết đau mệt lắm phiền, tụi này nói chuyện mày kia bằng là láo khoét rồi xạo láo rồi đủ mày dẫn chứng rồi lái con đường đó rốt cuộc lái đi lái tới lái lui lái xuôi lái ngược lái chợ rẫy rồi lái vô bệnh viện bệnh dân rồi hồi xưa bây giờ hỏi mày muốn sao thôi, giải thể chứ là cộng sản đủ đi, có câu một cái chi chỉ có câu một thôi à. Tào lao đủ, tào lao bây giờ không cần phải trả lời mà cũng không cần cặt mặt nó ra, không cần phải lời nó lên là chửi thôi, chỉ biết chửi thôi mệt, cũng cần phải giải thích gì đó mệt nó bảo bố cầm chưa thấy nhà con hay sao, mẹ bảo bố mẹ mày cầm, bố cầm có à. thêm tài khoản của con luôn không. Ta không cần coi, bởi vì thằng mày tao biết mày cũng thiếu nợ như chúa chỗ rồi, coi là mày đéo gì mệt đủ mày làm quá, tao ở đâu không có thằng nào ở Mỹ này mà mua nhà mà không thiếu nợ cả, bill thì về đầy nhà đủ mày làm quá cứ mình mày tào lao mệt đúng không, tao đủ, tao đâu có ở đủ tao đâu có ở núi Bà Đen đâu đủ, mà hiện ở chung nước Mỹ với mày mà thành ra mày không ai lừa ai được cả, mày đừng có bỏ mõm thì mệt lắm, không có tài sản siết và cái mõm thối của mày là cũng đừng chê trách cũng đừng nói chuyện về Việt Nam bởi mày không đủ tâm và không đủ tầm, nói thẳng là vậy, mày biết con mẹ gì trong ban lãnh đạo của nước, mày biết cái người trong đầu ngành của Việt Nam mày là cái gì đâu mà nói, khổ quá toàn là cái thứ mà không biết thì giữa cột mà nghe đi, ở đây mày nói chuyện với tư cách người thằng Dương Vi cũng là người dân thôi, nó đâu phải là lãnh đạo của mẹ gì đâu mà đâu thích, mày muốn mày lên thẳng mày lên đụ mày vô mày về Việt Nam mày lên ngay chỗ cán bộ đầu ngành đó, ví dụ như Bộ Công Thương mày lên đó mày nói thẳng chuyện với mấy ổng được không, còn ở đây là chuyện đua chơi ăn nhậu thôi mệt đủ Đó, thấy bọn nó tua đi tua lại cái vụ này bắt chỉ có này nhiêu thôi, đó bởi nhiên biết tao chán cái mức độ là tao không không thèm muốn lên mạng nữa là lý do đó. Không có cái gì mới cả, không có cái gì mới hết, chỉ có nhiêu thôi. thì nó bây giờ nó lại đưa ra cái phương pháp này này bảo thôi bây giờ trẻ em đi học lịch sử học từ cấp 1 đến lớp 9 được rồi, còn Đó cấp 3 là không học có nghề quyền, thôi không phải học lịch sử nữa.
thôi cái học đã, nghĩa một phát thì mình làm giàu đi. Ừ, đến đây thôi. Cái đó mình cũng nó không có quyền xía vào những cái chuyện bậy bạ trong Việt Nam, những cái chuyện của nó nói tào lao. Mày muốn nói chuyện thì mày đòi gọi điện thoại bộ dục mà nói, rồi ok vậy thôi. Còn tao không biết chuyện là mày nói thẳng vậy đi. Thằng này không có chấp nhận cái chuyện đó, bất cứ nó mở miệng ra là không có chấp nhận bất cứ một cái chuyện gì, bởi vì nó tào lao mà chấp nhận làm con mẹ gì chứ nó mệt. Làm đủ quá rồi mày đủ nói chuyện nó cũng mệt, trả lời mấy câu hỏi nó cũng mệt gì đủ, tao cũng đâu có chuyện mà đánh hơi vậy đủ, bởi vì không có thèm trả lời, bởi vì nói chuyện tào lao. Hồi xưa thì mình nghĩ nó đủ thằng này cáo già đó, mà hồi xưa mày nhớ cách đây 2 năm 3 năm về trước không, tôi không biết gì, tôi học hỏi học con mẹ gì, học tới bây giờ mày học cái gì khùng điên ba trở gì đó, không tạo chuyện tào lao bả. Chuyện ở Việt Nam để nhà nước Việt Nam lo, người dân Việt Nam lo liệu, không cần mấy cái bụng gió mày xí vô được chưa, tất cả kinh tế xã hội đủ loại ok dẹp, tôi bỏ rác tụi bay mở miệng ra cái việc đấm bỏ vô rác thì thôi lớn cái nhiều. Ta dẫn chứng rất là nhiều lần rồi, nếu người ta không tài giỏi, người ta không có đủ tầm, không đủ tâm thì làm sao đất nước Việt Nam bây giờ nó còn có cơ ngôi và leo lên được tới cái Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, làm gì có chủ tịch 2 nhiệm kỳ, làm gì có cái điện qua đi châu Phi, làm gì có cái chuyện thằng Mỹ nó mở thằng con đẻ đuôi nó điếc mà nó ngu cái gì đó không thèm nói, bộ này không thèm nói mệt rồi. Ngày trước ngày trước thằng Mỹ nó giật dây với thằng Trung Quốc, giật dây các nước Đông Nam Á lập ra cái khối các nước Đông Nam Á này này không cho Việt Nam vào nhằm mục đích chống phá Việt Nam. Bây giờ Việt Nam lại làm chủ tịch Đông Nam Á, đúng không? Đông Nam Á chứ. Này, đầu óc thì như bã đậu mà lúc đầu cũng tưởng tượng là chắc là ta là thống lĩnh thiên hạ, đồ khổ vậy. Bà sao thì tao biết là cũng chán, chẳng thì muốn nói. Gọi gì đó về đủ má ba. Đây nè, nói vậy tụi giới trẻ Việt Nam bây giờ nó siêu lắm chứ nó không có đơn giản như tụi bây nghĩ là tầm thường gì đâu. Ở đây nói sơ sơ qua chuyện lớp trẻ ở Việt Nam. Lớp trẻ ở Việt Nam mà đa số mà cái công ty mà FPT của Việt Nam là nó viết software cho tụi Mỹ, cái viết software coi những cái Microsoft rồi đó. Điểm nhất điểm gì là giới trẻ Việt Nam bây giờ nó kinh khủng lắm. Bây giờ mày muốn mày không biết thì mày lên nghe chỗ gì đài truyền hình tao mới coi nè. HTV mấy tao quên mà. Có cái chương trình mà siêu trí tuệ Việt Nam đó. Mày coi mày mới thấy mấy đứa trẻ Việt Nam đâu có tầm thường. Cháu là nông dân đây nhưng mà điện thoại nó hỏng, cháu lúc đấy cháu coi như xóa hết tất cả mọi dữ liệu, tải lại cháu làm lại luôn, vuốt lại cả phần mềm luôn đó, đấy, chơi thử luôn nông dân đó, rồi nông dân đó chơi luôn, nó chạy âm lên khoảng 30 phút và tiếng nữa là xong. Đó tao nói mày rồi, không phải mày đừng có nghĩ những dân Việt Nam mà cái chuyện mà gu si để tụi tôi lừa gạt lâu. Tao nói đều mấy cái chuyện lịch sử tao chán bỏ mẹ, bởi vì nhắc đi nhắc lại hoài nó nhàm chán. Người ta sống ở đời người ta hướng tới tương lai, có nghĩa là người ta hiện tại người ta làm sao để cho cơm no áo ấm là trước tiên là gia đình họ và họ trước đã, còn chuyện xã hội bàn sao. Đủ mẹ chạy ăn từng bữa không có ở đâu mà ngồi đủ mẹ hỏi sao mà dạy. Rốt cuộc cái câu cuối cùng của nó là cũng là giải thể, nó kỳ cục như thế vậy, có phải chi nó giúp cho mình được cái lũ nó nói lời ngon tiếng ngọt mấy chị. Đầu tiên là tao cũng nghĩ là tụi nó tao cho nó đối lập là gì, thì chỉ ra những cái sai để mình học hỏi hoặc là không đụng qua tào lao mà cái hạn thì dưới góc dài người ta mà toàn là đụng qua lên. Bây giờ tao quý bon bài mày đó, đủ dân cỡ như đó vậy đó mà toàn là chuyên môn dạy phạm nhật mượn đi làm kinh tế mới là ghê. Khổ vậy ấy đồ phát bởi vậy tao mới buồn cười đủ buồn cười vậy đó. Tao thích tụi này là tào lao biết lao, tao không có nghe cái bất cứ cái chuyện gì đó nói cả, và thậm chí nhiều khi còn cấm khẩu luôn, nếu cho nó lên mạng luôn, bởi khi nó cho lên mạng là nó nói nghe nhất lỗ tai lắm, nghe nhất nghe không có ra cái được cái OBMO gì chứ A B C gì trời ơi khổ lắm. Tụi nó không có cái gì đâu mà nói chuyện tụi nó bệnh nhức đầu. Đối với tụi nó là coi như bịt mắt, là hay mình nói nó là nó bịt mắt là nó không nghe, nó bịt lỗ tai nó không nghe, nhưng mà để nó nói thì nó bắt buộc mình phải nghe. Tao đâu có ngu dữ vậy, đủ cặt dẹp đủ má tao cắm khổ mày luôn, cắt luôn đủ mệt. Bởi vì khi mà mình đưa lên chứng tỏ là mình cho nó một cái cơ hội để mà nó tuyên truyền, đúng không? Khỏi cho mày lên luôn đủ mệt. Ok tao nói sao con bác giữ gìn sức khỏe chút, xong là
sang tuần tới có năng bác cháu mình lại làm một cái chủ đề phân tích tình hình dịch bệnh, nghĩa là một số các vấn đề kinh tế, chính trị, quân sự ở trong Nói nước và thế giới. Bây giờ chơi chơi tâm thì là giới nói mày nghe, chơi tâm thì nói chung thì cái nào cũng được, nhưng có điều trong tầm hiểu biết của tao thì tao nói thôi, mà tánh tao kỳ hay tao nói là phải có thiệt, tao không có nói kiểu bâng quơ giống như kiểu tụi nói đâu, đủ má là đưa cái này nó ra đưa cái kia ra toàn là đùa bánh bánh vẽ không, không có công nghệ chứ bánh vẽ không, thằng nào ngu nghe lời đó là ai đã như vô tù thế thôi, như thì là tao bác đó. cháu mình có cái dự đoán này là sai này bác này. Cái về tỷ lệ mắc dịch bệnh Covid ấy, cháu tính mà là nó chết trong vòng khoảng đến năm 2000, kết thúc năm 2021 số lượng người chết nó rơi vào khoảng 2 triệu người thôi, thì bây giờ Tăng lên nó đã rồi, vượt rồi, thôi cái chuyện đó vượt rồi, thì cái đấy cái là đó cái ngoài dự đoán, ngoài sự tưởng thiên tượng thiên của làm bác sao cháu được, mình. đâu có ai mà dự đoán thiên tai dịch bệnh được, có cái chuyện mà nói là mình mô phỏng vậy thôi, mình đoán chừng mình cảnh báo thôi, nhưng thực chất cái đó làm sao mà ai chính xác được, cái chuyện bệnh của ai cũng như ngày xưa tay mày đoán điều đâu có ngờ nước Mỹ mà 500 mới gần 600 ngàn người chết đâu, cao lắm vài chục ngàn người là mở rước rồi tiên đoán mà thấy lên nó lên mà chóng mặt quá, tao ôm đầu riết, bây giờ tao không dám coi luôn, Covid là dẹp quân bên, tao không cần coi nữa, bởi càng ngày càng coi nó càng dài, cái ngày mình về về Việt Nam mà nó dài lê thê biết không, mà nó buồn nó bực chứ không có mẹ trên trời. Còn cái chuyện mà đầu tiên đó cũng như tao rất là thực tế, đầu tiên tao giữ cái mạng của tao trước, xui bệnh là chết rồi, vì đó tao giữ gìn sức khỏe, uống là tới chết ngừa 2 lần rồi, bà xã ra là chết ngừa, tất cả mọi người đều chết ngừa, cả con cái đều chết ngừa hết rồi, ok. Còn cái chuyện tới lại tới Cháu đâu 12 tháng 5 này cháu phải đi chích ngừa, là sau đấy đó, còn đi làm công tác tuyên truyền, công tác bầu cử. Đấy, thì cháu phải cái làm. đúng rồi, cái thân mình thì không lo mà toàn phải lo chuyện bao đồng, lo chuyện thiên hạ không, nó gọi là gì à, cái gì giác Ăn tù cơm vàng nhà vác tù vàng tổng. đó, đúng rồi đó, mẹ già bận cái quần xà lón đéo có quần dài mặc, mà toàn đi chuyện là nói chuyện, toàn nói chuyện về là chủ tịch nước chứ là chuyện chuyện ai đủ Liên Hiệp Quốc nghe nghe nói chuyện người ta cười, nghe nói chuyện là thấy buồn cười rồi à, ta thông minh không bàn, không không bàn cãi gì đó nữa, bởi vì em tao nói cho bạn nghe ở đây lại nhắc lại nữa, ở đây nó có cái bộ kế hoạch đầu tư, tất cả cái gì đó cũng đều nằm có chủ trương, có đường lối, có chính sách, có đầy đủ, và họ phát thảo gì đó, mà ta không có phát thảo mới đây à, phát thảo 10 năm về sau, cái chuyện người ta nói chuyện trước mày hoài mà rõ ràng, thành ra mày khỏi cái lo đất nước tao, rồi thẳng là những người đó đều có đủ tài đủ đức, ta làm được điều đó, không mừng có ai xía mày vô làm cái gì, tao đã dẫn chứng rất là nhiều lần, đúng rồi, tao dẫn chứng rất là nhiều lần, mà khi mà mình chiêm nghiệm khi đã qua rồi cái thời đó mình ngồi mình nghĩ lại mình nói ù mà hay thiệt, nếu hồi đó mà nó xảy ra chuyện gì không, người ta đã tính trước bạn hết rồi, người ta tính hết trơn rồi, và những cái Lương đầu đó người ta cái đầu đó chắc chắn là hơn mày rồi, khỏi cần phải bàn cãi, cái đầu của họ chắc chắn là hơn mày rồi, thành ra bao đứa cái răng này không khỏi gần biển bàn đủ dùng dùng rác, ok bác đơn giản. còn nhớ bác có lần bác nói là sau giải phóng miền Nam, Việt Nam 30 tháng 4 1975 là vận chuyển vũ khí từ miền 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 Nam ra Bắc một phần, xong là từ Hà Nội lên các khu biên giới phía Đúng Bắc rồi, là để đúng làm rồi, gì đúng đó, rồi, mà sau tôi là hiểu lãnh luôn. đạo nhà nước bảo là để đó sau này có việc dùng, y rằng Mà chỉ thấy có ghê 4 gớm năm sau thôi đã dùng không? luôn. Mà thấy ghê gớm không? Có nghĩa là người ta đã tiên liệu được cái chuyện gì đã xảy ra. Thế rõ ràng cũng như ngày xưa mới giải phóng vào, đủ mà nói chết của đi mẹ luôn, ăn bột thay bo bo thấy bà luôn, mà bỏ việc đã ký một quyết định là bắt buộc phải làm đường dây 500 kV. Người ta cũng ra trời với mộng đụng mới gì hết chiến tranh nói thấy mẹ luôn, bà đã giúp sức góp tiền đụng mà đi làm cái đường dây với em đụng má, sau này mới hiểu ra là đường dây 500 km đó nhờ nó mà cái kinh tế Việt Nam mình sau này mới phát triển, tại vì nếu anh làm công nghiệp anh làm các anh đi cho những cái làng công nghiệp những cái nhà máy sản xuất mà không có điện lấy cái gì mà làm, trong khi đó hồi xưa miền Nam mình toàn là nhà máy nhiệt điện không thấy không, rồi họ tính trước hết trơn mày ơi, khổ lắm, cái đầu của ổng mấy ổng mà thôi khỏi nói rồi, đúng từ từ vấn đề chính trị cho đến vấn đề kinh tế tham ổng siêu rồi, chừng toàn là thứ dữ không, mà bả rắp nói chuyện với tụi này nó chán lắm, thật ra tao không muốn nói. Cho hỏi bác này, thế Trung Quốc bây giờ được vào WTO chưa nhỉ? Bác thì cũng không để ý đâu, nhưng mà tao nghĩ chắc là hình như đang thương lượng, không biết có vô chưa, tao Ở không biết. dưới có mấy anh em thử nghĩ ra đấy, Trung Quốc này, Anh này, sau một số nước Pháp này,
được vào WTO chưa mới là điều quan trọng. Sau là cái hiệp định VFTA Hợp định thương mà, mại cái hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương gì đó hả? Thì lên TPP lên Google gõ vô, không không tao không rành cái vụ đó, nhưng mà không biết, nhưng mà Việt Nam thì vô rồi đúng không? Việt Nam ký được cái hiệp định thương mại Rồi tầm cỡ quốc khỏi tế với châu lục không á. cái tụi này nó xuyên tạc một cách khủng khiếp lắm, bất cứ cái gì nó cũng xuyên tạc được, cho nên ra mình cũng không ngại. Từ mày nhớ cái ngày đầu mà vô WTO gì đó của Việt Nam mình hả, là bắt đầu ở dưới này là tụi nó cũng ra rống lên nào là ăn gian nói dối rồi đủ trốn thuế rồi đủ tùm lum nhập, nói chung là cái gì đó xấu. Tụi này nó ngộ mày, nó ngộ chỉ có quần lót Ngay mà nó ngay vô cả voi nó cái mắc lão hoài. già Nguyễn Quang A kia còn kêu gọi Mỹ và người dân nước Mỹ là yêu cầu chính phủ Mỹ không dỡ bỏ cái lệnh Bỏ gì cấm tao vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam á. mấy cái thằng đó là thật liệt kê vào những cái thằng phần phản quốc, nó thiệt. Mày gặp tao làm thủ tướng là tao đem mấy thằng đó ra đụ má, tao cắt cổ hết á, đụ mày mang kiếm Thủ là tướng tôi lại không có lĩnh vực, không có quyền, nó là chủ tịch đụ vậy hả, đụ nước. tao lộn, tao không biết nữa, cho nên là tao ra tài thiệt mà tao đọc tài tao ác lắm mà thiệt mày, nó thiệt mà tao ác đụ mấy thằng đó là tao đem bà quê thôi mà. Miễn bàn cãi tụi này đi, bởi vì bị bàn cãi tụi này rất ư là phí thời gian, là bởi vì nó không có mẹ gì mà bàn cãi, nó không biết cái mẹ gì đâu, nói gì như sấm, nói gì nói giống như nó ghê, nói nguyên thiên nó đã đợi trên trời. Hỏi em mày làm gì rồi mà, cào phóng rồi cào móng cầu đồ không đủ má bà, tao chán tao cũng không thèm nói nữa. Phải chi vậy? Có tầm cỡ vĩ mô rồi đủ mấy giáo sư đủ mà tiến sĩ rồi kinh tế gia rồi đủ má đủ không đủ mà, nó biết mẹ đâu không có biết, nói gì thánh nói đủ mà phí thời gian phí mệt, tao không thèm chuyện cái này à, phải cho ông gì ông Lương Y Võ Hoàng Yên trị nó mới hết, cái mẹ bẻ cổ bẻ rồi cho nó mới đủ nó mới hết, còn không để đủ mấy cái vậy hoài, phải cho Lương Y kéo lưỡi ra dặn tới dặn lui vài ba cái được mà. Đúng không? Ok, đâu, không có chuyện gì thôi bắt xuống đi. Vân vân và vân vân. Vâng, cháu cảm ơn bác.